Vâng, em Đô xin mến chào toàn thể bác nhé. Thì hiện tại em đang hiếu mình có mặt tại kho sự kiện Huế Minh Đô. Thì đây thì ở đây thì luôn sẵn hàng các sản phẩm bát chét rời, sản phẩm hàng nhập khẩu. Nhưng em có mấy kho liền thì kho này em để có lượng đủ lượng hàng để thử test, nhưng là cung cấp cho anh em thôi. Hàng vãn rồi, đầy áp đây là vãn rồi. Mai bắt đầu nhập hàng tiếp thì đây là em đi vào một công trình to, mà em sẽ quay đến toàn thể các bác anh em chơi nhé. Thì điều quan trọng nhất hôm nay là thông báo bác là cái lịch trình là Hiếu Minh về được các cái dòng phụ kiện của Array DB. Như là trước đây các bác mua những dòng như Array 112 cộng hay là 112 Pro hay kể cả những cái ba, như là tất cả các mẫu Array mà thị trường anh em mua của dòng DB này. Đấy thì cái ruột nó chính là đây ạ. Ruột nó chính là đây. Và em muốn là nhấn mạnh bác là Hiếu Minh đang nhập khẩu về full các mã sự kiện về và linh kiện sự kiện về cho anh em. Kể những chơi bác mua những dòng DB mà không may bị cháy bát hay chép. Không may thôi. Thì lên đây em để mua nhá. Về số lượng nhiều quá nhá. Em về hàng 150 bộ ấy nhá. 150 bộ luôn. 150 bộ ấy nhà, tổng cộng nếu tính ra là 150 đôi loa. Đi kèm với 150 bộ các mã của DB Altix. Thì này về thì em với Minh bán cả buôn, cả sỉ, cả lẻ cho anh em chơi. Thì trong clip này thì em muốn nhấn mạnh bác thì sắp tới đây và Hiếu Minh muốn là sẽ phục vụ anh em với tất cả các mã sản phẩm, cố gắng nhất là full các mã sản phẩm như bát chất rời nhưng những sản phẩm chất lượng tí. Nghĩa là như bác thì báo cáo bác thì trên thị trường ấy thì riêng bát chất rời có rất nhiều loại, em thẳng luôn là rất nhiều loại. Anh em nhập kiểu gì thì Hiếu Minh nhập được thôi, có khi em nhập rẻ hơn cả anh em luôn. Em khẳng định luôn 100% vì là em nói thẳng luôn em tay to em nhập về số lượng không ngán ai đâu, nên các bác nên cả anh em nào bán bát chép rời em nói luôn em Hiếu Minh không ngán ai cả, nên là chính vì vậy mà số lượng em nhập về nhiều. Nên là nhưng mà vì sao, tại sao em lại muốn cái bán hàng chất lượng một tí, tại vì nó liên quan đến cái chữ tín của em đấy, chữ tín của em. Nên là đợt này em về em sẽ là sắp tới sẽ có cả phân khúc đời thấp, nhà phân khúc đời thấp là cũng là bát chép Felix này, nhà hay là BVK này, nhưng phân khúc đời là những cái dòng bát chép giống như phổ thông bán đây và nó giống như các dòng phổ thông mà anh em được bán bình thường, bán rằng giá thế đó luôn. Nhưng hôm nay em muốn là về cái combo này cho những bạn anh em chuyên sự kiện thì lấy những dòng này. Còn ở phân khúc đời thấp kia anh em có thể là còn chưa đủ điều kiện thì có thể mua ở phân khúc đời thấp cũng có. Hoặc anh em có thể mua ở những cái phân khúc là anh em thay đổi cho những dòng bát chép mà anh em chơi gia đình. Các bác chơi gia đình mà không may bị cháy bát hay chép, đi sửa cái bát cái chép thôi bây giờ. Sửa cặp bát thôi, những cái phân khúc bát bình dân ạ, đi sửa cặp bát thôi là loanh quanh 600-700 thì mua luôn cả bát mới. Nhưng hôm nay là phân khúc đời cao nhá. Phân khúc đời cao nó chính là cái ruột của con DB, đây nó sẽ mở sẵn rồi, mở sẵn một em rồi. Ruột của con DB 112 cộng và 112 Pro. Đấy, DB Altix nhập khẩu. Thì giá thành tại sao đợt này em muốn nhấn mạnh các bác này, em nhà em ở đây là liên kết đơn vị DB nhập về nguyên chiếc combo này để phục vụ anh em nhà độc quyền những sản phẩm của phụ kiện Array hay phụ kiện của Súp. Nhà sắp tới về cả Súp nữa các bác nhá. Về cả Súp để dành những cái Súp này, Súp đây. Súp DB đây, em đang cái bộ này để may nắp này. Bộ này may nắp cho nhà hàng này. Báo cáo này, những quả súp của DB này thì cái ruột của này em nhập về cho anh em, về anh em thích, về anh em đóng thùng ở Việt Nam thì giá thành nó êm hơn. Vì khi em bán những cái đồ phụ kiện này thì các bác ráp thùng tại Việt Nam ấy thì cái giá thành nó êm được hơn một nửa cơ, chứ không phải êm hơn nhiều em bình thường không nhá. Nếu mà em thành phẩm lên một bộ một đôi Array như thế này, một đôi Array này thì lên thành phẩm nó rơi khoảng độ là 12 triệu một đôi đó nhá, 12 đến triệu được 12 triệu 2 một đôi. Còn hoặc em có thể bán các chất rời về anh em tự mua thùng về làm cũng được. Thì thùng em sẽ đo kích thước đây. À, Tú ơi có kích thước đây không? Tại vì những cái Array mà mình làm vỏ sẵn này, cái kích thước nó cũng là từng DB, nên là em muốn đợt này em nhập về là như thế. Có nguyên nhân cả không nhé? Các bác đo, các bác sản xuất thường các bác về làm thùng nó giống của DB này được này, cái tiếng âm ra hay. Vì đây là mình mua ruột xịn rồi. Nó giống như bờ góc mua cái ruột bãi kiểu đấy. Đấy. Một chiều là 48 này. Chiều 48 này. Rồi ạ. Một chiều bao nhiêu? Đây một chiều cho bác này. Một chiều là 68 nhá. Em đo đến mức em bán hàng DB đo cẩn thận cho anh em, một chiều sâu. Chiều sâu vành. Một chiều là 33. Rồi chiều sâu hốc. Đấy đo đến thế này. Nhìn nó co đều vào. Em một chiều là 26, thùi xuống xem thùi bao nhiêu, thùi bao nhiêu, 25, nó vát đều lên. Đấy. Nếu lên thành phẩm một đôi này thì muốn em một thành phẩm em mình nên nếu lên combo thành phẩm này
thì giá nó dường 12 đến 12 triệu 2 thôi. Thì một combo này, còn nếu mà các bác mua phụ kiện rời này cũng được, về anh em là tự ấy cũng được, tự lắp vào cũng được. Thì mình sẽ phân tích kỹ cho anh em chơi. Thì mua một đôi mới này cũng rất là đắt nha, mua một đôi mới này chỉ gọi là khác là sản xuất ở Trung Quốc và Việt Nam thôi. Thì mua một đôi mới này thì giá là đang bán là 26 triệu một đôi này. Đấy. Bản Pro là 27 28 triệu, nói chung là những cái bản gì trên thị trường nữa thì nó cũng đều là cái ruột, như em đang review đây nó chỉ có khác hai bản vì em đã dự trù rồi. Khác hai bản là một bản nó là sử dụng driver 112 cộng thì nó sử dụng là hai chép. Tất cả của DB sẽ dùng hai chép nhá, hai chép nó hai chép thường. Đấy. Và một bản nó sử dụng là hai chép neo. Câu nhá. Đấy. Thì hôm nay em muốn nhấn mạnh em quay ở đây là cái ruột của con Array này nó sẽ sử dụng linh kiện chất như nào thì các bác cùng xem hình mình. Thì cái tờ giấy bảng giá đâu. Thì combo nhá, combo này em nói rõ các bác này. Combo nhá. Là nghĩa một combo là một cặp nhá, một cặp. Ở đây một cặp nghĩa một cặp sẽ là bốn cái chép đi đó nhá. Túi em lấy đủ ra cho anh với, đỡ nhầm. Đây, một bộ này. Một bộ về anh em lắp một bộ Array luôn. Và một đôi Array luôn. Nó sẽ nhìn đây. Nếu một đôi chữ đôi bát đây. Đôi bát này. Đấy. Từ từ em sẽ quay, hôm nay lại lúng cuống tối ở tranh thủ làm thêm nữa. Thêm bác. Đây một bộ nó sẽ như này để cho các bác dễ tưởng tượng, không nhiều bác không biết hiểu. Em có bán cả rời này nhá, anh em mua các cái neo khối rời này, em bán cả neo khối rời này nhá. Neo khối hãng thì nó khác hẳn luôn bác nhá. Nó thật luôn, khác bọt hẳn đấy. Đây, quay zoom cho gần nhìn này. Có nhìn những neo thị trường trôi nổi hàng kè rẻ rẻ hơn tí nó khác, không bằng như này đâu. Có nhìn từ lẫy này. Nó khác bọt hẳn luôn nhá. Ferric nhá. Đây chính là một đôi Array. Đấy, cho các bác dễ tưởng tượng. Đấy, là hai bát và bốn chép nó thành một đôi. Vì dòng này nó sử dụng là hai chép, một driver nó hai chép. Đấy, con này chính là bản đời cao nhất của DB mới về thì em cập nhật luôn là phụ kiện nó bên trong luôn rồi. Thì cái combo này là giá là 8 triệu 950 ngàn đồng combo này. 8 triệu 950 ngàn đồng nguyên combo này. Về anh em mua cái thùng về nữa thì nó loanh quanh đấy như em nói. Em giáp hộ bác thôi thì thành 12 triệu. Đúng rồi, thành 12 triệu. 12 triệu có nhá, 12 triệu hay 12 triệu 2. Để em giáp hộ các bác thôi. Khoảng 12 triệu 200 ngàn đồng. Thành phẩm. Còn không anh em thích mua này, mua rời về, anh em tự giáp thế nào cũng được. Lấy anh tờ giấy ghi vậy chứ. Một combo này nhá, anh em mua đây em đang giới thiệu combo đã rồi, em sẽ phân tích từng bán từng rời từng thứ một. Riêng combo của phiên bản cao nhất của DB đây, nghe sử dụng driver là bát neo, tem neo bản Pro hay bọn em bản Pro bản mới vừa cập nhật đấy thì là 8 triệu 950 ngàn đồng combo này. 8 triệu 950 ngàn đồng nguyên combo này là sử dụng là 4 chép 2 bát 30 và một phân tần là phân tần ba quay nhé. Ba quay là sử dụng 2 chép này, phân tần 100% chính hãng Ferric này, QC này, hàng em nhập khẩu bác như này, CCQ đàng hoàng nhé. Anh em vào công trình cần thuế ok có thuế nhé. Công ty đầu tư phát triển sen Việt Nam. Đấy, quá quen thuộc các bác rồi đúng không? Công ty SAE, SAL đấy. Sen Việt Nam. Đấy. Cập đến nhá, sản xuất 2023. Cập bến lắm. Đây là cái đựng gì đây? Đựng chép này. Đựng chép này, Ferric này. Đấy, hàng nhập khẩu về anh em chơi an tâm nhá. Nó không phải nhiều khi quay không có phải hàng nhập khẩu về các bác, nó nhiều loại lắm. Em kiểu gì em nhập được. Nhưng em không muốn là giữ chữ tín nên là em muốn là nhập cái hàng chất lượng. Sắp tới về cũng là hàng chính hãng này, nhưng ở phân khúc khác, nhưng phân khúc gọi là về các bác cho thay cho bác là thay bát chép bình thường. Nhưng chất lượng còn hay hơn cả những dòng trôi nổi thị trường. Nhưng em đã làm thôi, làm cố gắng nhất phụ bác, nhưng tất nhiên các bác phải ủng hộ em. Các bác khách hàng phải ủng hộ em. Đấy. Ghi cho anh có hình bên cạnh này. Combo của DB phiên bản đời cao nhất hiện tại thị trường thì chính là combo này. Tổng combo này là 8 triệu 950 ngàn đồng. Không nhá. Dụng driver là hai bát Ferric. Các bác nhìn từ chất không? Từ nhá, từ neo của neo uranium. Mời bác tưởng tượng cái neo uranium khối to này là cực kỳ hiếm luôn. Cái neo uranium này này, nó thường nó chỉ nhỏ thôi, nó sử dụng trên cái chép của JBL ấy. Mới cái neo nhỏ bằng cái vành này thôi. Nhưng đây là sử dụng neo uranium to này của cái bát luôn. Neo uranium 7 màu nhá, nguyên khối luôn. Neo khối thôi nhá. Neo khối. Ferric. Dùng chính hãng nhập khẩu. Lẫy vàng này. Nhện này, nhện ép qua. Màng này. Màng sụp màng bóng nhá. Màng biết miêu tả là màng trơn. Chơi dòng này thì rất là bền rồi.
các bác chơi dòng DB thì nói rồi, rất là bền, cực kỳ bền luôn. Hoặc anh em là trước đây mua dòng này nó kém mà có cái vỏ thùng rồi thì chơi đôi này thì nó gọi là chấm hết luôn. Nói không nói quá nhưng mà đã khẳng định chất lượng bao năm nay rồi, bán rồi. Bây giờ Hiếu Minh bên giám đốc bên hãng là đồng ý cho hợp tác với để mà nhập được cái phụ kiện này về. Nhiều khi là nhập thế này về thì nó sẽ bị áp đảo. Nhưng nhập phụ kiện này về nếu bác ra vào Việt Nam thì sẽ bị áp đảo mất cái mã này. Áp đảo mã này này. Tại vì nó giá rẻ hơn cả hơn nửa, vừa đang bán nó mới là 26 triệu. Bây giờ lên thành phẩm ấy chỉ có hơn 12 triệu tí. Hoặc anh em mua combo về cũng được. Đúng không Tú? Đấy, thành phẩm lên giá êm hơn rất nhiều luôn. Những phải sự đồng ý của bên giám đốc rồi thì mình nhập về số lượng, cố nhưng làm sao cố gắng nhất là ra số lượng cho nhà hãng. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ em nhé. Một cái bát chất thì bác nhìn vào đây này, tất cả driver này 100% là leo khối bác nhá, chép leo khối này. Em muốn nhấn mạnh từ chép này, các bác nhìn này, Tú giữ cho anh ấy. Đấy, bác nhìn chưa, em ra em lấy cái leo cổ với cái beam C cho các bác nhìn luôn. Đây, leo thường này, em nhìn cho bác nhìn thấy chưa. Đây em zoom cho bác nhìn này, một cái đồ đắt tiền hơn này, cái đồ này đắt tiền hơn nhá. Bác nhìn cái thép giữ ra. Hôm nay em mới là người để quay cho bác biết thế nào là nó hàng xịn, nó khác nhau cái gì. Nhìn chưa ạ, các bác nhìn thấy, gọi là nhìn thấy ánh mắt không ạ, cái từ nó này nhìn chưa ạ, nó sáng loáng, nó sắc nét hơn cái từ này. Cái này rẻ hơn, cái này mỗi em là 1 triệu một cặp này, nhưng cái đắt hơn một ít thôi, nó đắt hơn chỉ một ít thôi. Đang bán nẻ rời bao nhiêu một cặp chép này? Một cặp chép này thì cặp chép BMC này loại 1 China này em đang bán 1 triệu, còn cặp chép của Felix nhập khẩu đây thì em đang bán là 1.650.000. 1.650.000, nó đắt hơn mất 650.000 nhưng nhìn nó khác. Đây bác nhìn nhá, em để cạnh nhau luôn, bác nhìn luôn ạ, kể cả leo gì leo như cái đang nói chuyện, bác nhìn cái sắt xì đó này, nó khác bọt hẳn luôn. Tại sao em nói cái neo hiện trường ấy nhá, hay bất kỳ bát chép nào hiện trường ấy, nó có nhiều loại lắm, các mua loại nào cũng có, còn đắt tiền nữa cũng có. Nhưng Hiếu Minh hôm nay muốn nhấn mạnh là không, em không tính loại nữa, mà em đang muốn là em đang nhập nguyên cái con ruột của cái con Aray này về phụ anh em sự kiện, thế thôi, đỡ phải phân tích nhiều. Vì em muốn là nhập cái hàng này đã được hãng người ta kiểm định, anh em đã dùng 3-4 năm nay rồi, và điều quan trọng may mắn là hãng đồng ý, giám đốc đồng ý là cho em nhập được cái model ruột chất lượng như thế này về để phục vụ anh em sự kiện thì chấm hết luôn, thật sự luôn chấm hết. Đấy, thì em chỉ nói từ sắc nét thôi nhá, không nói phải phân tích nhiều nữa, vì là cái ruột con này đã có rất nhiều bài test rồi, cả những cái bộ sự kiện 5-7 triệu anh em đã bán rồi. Còn em muốn là quay cái ruột để bác biết sự khác biệt giữa hàng xịn nó sẽ như nào. Đấy, cái neo xịn nó nhìn nó cái từ điếc nó sáng loạn, nó chi tiết lắm, nó khác bọt hẳn luôn. Đấy là combo này, tổng combo này nhá, cho anh em nắp ở đây này. Đây là một đôi luôn này, một đôi này 8.950.000 đồng nguyên combo ruột này, phân tần ba quay nhá. Đấy, em cứ phân tích này xong đã, xong rồi em sẽ quay sang phân tích bán từng thiết bị rời một rồi quay sang đây. Thì combo này thì bao tiền đây, combo này ghi dài ra cho anh chưa? Đúng, cái combo này thì cũng như thế này, vẫn là cái này, đây phiên bản 112+ này. Các bác nào đang sử dụng con Array 112+ chính là cái ruột này. Đấy, chính là ruột này, từ thường nhưng nó khác bọt nhé bác nhá. Em lấy cho anh cái từ thường của con JBL chép từ thường. Đấy, một cái chép rẻ này, đây chép này 450.000, anh nhìn chưa, chép 450.000 nhá, em đang nói chép 450.000 này, đang em đang so luôn, để đủ sáng không sao đâu. Để lại đấy, bác nhìn chưa, thứ nhất cái chép từ thường nhưng đừng chê từ thường. Con 112+ này tại sao đánh các bác đánh hay thế, cái bích từ này bác này, cái bích từ này nó dày gấp đôi nhá, gấp đôi bích từ bên này. Đấy là thứ nhất, em nói thứ nhất nhá, nó dày gấp đôi. Cái thứ hai là đít này, đây là nhựa nhá, nhựa này, đây này, gang này, gang đúc. Đấy, được chưa, khác nhau nhá, chưa là nó đến độ sắc nét. Em lật lên cho anh ấy, Tú ơi, từ này, nó sắc nét này. Đấy, sắc nét này. Đấy, nó sắc nét chi tiết luôn. Đây, nhìn nó cũng hơi bavia một tí, khi bác nhìn này thì nó sẽ hơi bavia đi. Đấy chưa, 450.000 nó chỉ dưới ngày thôi. Đây là cái mẫu chép rẻ nhất thị trường Việt Nam rồi, và Hiếu Minh đang bán mức giá rẻ nhất thị trường Việt Nam rồi, 450.000 nó rẻ nhất rồi.
nhưng quay sang hàng xịn em muốn là so sánh với tiền nào vải đấy. Nhưng cái này thì nó là ruột của con 112 cộng đây rồi. Nó chính là ruột của con Array này, nên các bác mua thì có khỏi nghĩ rồi. Cứ thế chỉ là cái thùng kích thước như thế mà lắp vào thôi. Đấy, thế là xong. Đấy. Và nguyên combo này cũng sử dụng driver là 2 bắt neo, 4 chép, phân tần, 3 quay. Giá là 7.950.000 đồng. À xin lỗi các bác nhá, thì combo này này mới là lên hình là 12 triệu này. Thì combo này mới là lên lên cái combo này phải lên, nếu mà lên combo leo này phải lên là phải đắt hơn nhá, thành 13 triệu, xin lỗi các bác nhá. Nếu giác thành phẩm này 13 triệu nhầm, tại vì em đã cộng cái thùng một cặp vỏ Array mình đã nhập vào đã 4 triệu rồi. Nếu lên combo này là phải 13 triệu này. Neo này. Tại vì con combo leo này đang bán là 28 triệu. 28 triệu. Thì lên 13 triệu là các bác rẻ hơn được tận 15 triệu. Đúng rồi, 28 trừ 13 thì 15 triệu. Còn lên combo là như con 112 cộng thì đang bán là 26 triệu. Thì lên thành phẩm thì nó rơi 12 triệu. Lên 12 triệu thì các bác rẻ hơn được 14 triệu. Đấy, ok chưa? Nghe rẻ nửa già rồi. Chỉ vì cái thùng thôi. Chỉ vì gọi là mác ở sản xuất tại China và mác sản xuất lắp ráp tại Việt Nam thôi, nhưng được cái là tất cả bát chép xịn. Ok chưa? Đấy, em nói chậm lại nhá. Combo này vậy em bảo lệch vậy, tại sao em cứ nhầm trong đầu. Đây là 8.950.000 đồng là chỉ có ruột của nó rồi. Thì cộng thêm một đôi vỏ thùng 4 triệu nữa. Thì thành phẩm nó thành 13 triệu. Còn combo 112 thường này, thành phẩm cả thùng, vỏ thùng 13 triệu. Nó rẻ lắm rồi các bạn. Leo nhá. Nó là leo kép luôn. Cái này thì lên thành phẩm là 12 triệu. Đấy, rẻ hơn nên thành phẩm cái combo 12 cộng này. Thành phẩm thì các bác rẻ tưởng tượng là thành phẩm là đầy đủ hết nhau nhá. Đầy đủ hết. Tất cả từ phễu viết các thứ ốc vít đủ hết thì nên thành phẩm là 12 triệu thì các bác rẻ hơn so với mua gọi là được cái mác sản xuất tại China thì rẻ hơn được 14 triệu. Đấy. Con này dùng driver nó là 4 chép bác nhá. Và 2 bắt neo. Tất cả những sản phẩm mà bát cao cấp này được bên Hiếu Minh bảo hành 1 năm nhá. Được bên Hiếu Minh bảo hành 1 năm, các lý cho em, Hiếu Minh được bên em bảo hành 1 năm ạ. Đấy, để lưu ý cho em. Ok, tiếp theo. Các bác không mua combo cũng được thì hôm nay em sẽ bán theo cặp bát này. Ghi cho anh giá với. Các bác mua cặp bát này không thì giá là 4.650.000 đồng cặp bát này, neo uranium nguyên khối. Đây là dòng bát hiện tại tại cơ sở em là cũng là dòng bát hay nhất rồi. Bát hay nhất rồi, đã được kiểm âm rồi. 4.650.000 đồng chỉ một cặp bát này thôi, về anh em thích thay bát được. Dán vào cho anh ạ. Chưa chuẩn bị, chưa chuẩn bị gọi là ấy, không bạt thì cả đã quay rồi, hàng vừa về, sốt ruột quay luôn. 4.650.000 đồng cặp bát này. Là một cặp nhá, anh em nhá. Đấy. Và cặp phân tần là 950.000 đồng một cặp phân tần. Ba quay nhá, các lý nhá, ba quay nhá. Bình thường bác mua những cặp ba phân tần ba quay trôi nổi thị trường thôi. Giá nó cũng rơi bao nhiêu? 1.1 triệu rồi, 1.2 triệu rồi, hai quay rồi, 1.1 triệu, 1.2 triệu anh em giá 1.1 triệu, 1.2 triệu thì đây em nói rõ luôn. 950.000 đồng cho anh em. Cặp ba quay sử dụng 2 chép một bát. 950.000 đồng. Một cặp nhá, một cặp phân tần này. Một cặp chép thường là 1.150.000 đồng. Đây một cặp này. Là 1.150.000 đồng. Anh em thích mua lẻ cũng được. Anh em mua tính bán theo cặp. 1.150.000 đồng một cặp chép này, cặp chép xịn này. Cực kỳ chất lượng luôn. Chép dày đít nó. Gang đúc này thì cái tiếng chép nó ra là mới hay như các bác xem đấy. Thì nó mới hay như thế được. Chép neo là 1.650.000 đồng. Neo đâu? Cất rồi. 1.650.000 đồng một cặp này. Một cặp này nhá. 1.650.000 đồng một cặp. Để tổng quan thì mình hôm nay review cũng khá sơ lược qua. Đối với những dòng bát chép nhập khẩu cao cấp cho anh em chuyên sự kiện. Em muốn là sẽ chia làm hai phân khúc. Nói chung là cũng là ý tưởng của mình, các bác có thể góp ý. Nói chung các bác có thể góp ý cùng em. Xem kênh thì có những gì em không phải mà chiến lược nó chưa phải đúng thì anh em cả sự kiện góp ý cùng em. Em chia làm hai phân khúc. Một phân khúc là chuyên cho anh em để thay thế những cái linh kiện chất lượng mà muốn giá thành hợp lý, chứ khỏi mua những cái hàng trôi nổi thị trường nó kém chất lượng. Ok chưa? Vì những dòng chất lượng này đã được test và kiểm định bao năm nay rồi.
từ những ngày đấy bây giờ ra đến bây giờ rồi, đến bây giờ cũng vậy, nó vẫn đang chạy, rất là chạy hàng. Thì hôm nay em nhập được cái ruột như này. Đây là sản phẩm chất lượng để cho chuyên phục vụ anh em sự kiện chuyên nghiệp. Và một model nghe là các mẫu nữa, là những mẫu cho anh em là phân khúc gia đình. Thì ngày mai kia nó sẽ về thêm. Ngoài ra đây cũng có rất nhiều mẫu model bát chép đây. Bát chép là phân khúc tầm trung cho anh em là gia đình, phòng hát, hay là những bác nào chơi cũng là sự kiện, nhưng bác chơi những cờ củ bát súp này, hoặc những bác nào chơi gia đình chơi những dòng bát này, hoặc là anh em đến hội trường những dòng bát thông thường đây, anh em chơi dùng chính hãng nhập khẩu này chơi nó an tâm. Em thì mình quan điểm em là tầm này em giữ chữ tín nên em bán cái dòng, nghĩa là một là phân khúc cao hẳn, hai là phân khúc nó tầm giữa giữa, chứ nó không quá kém chất lượng. Vì là kém chất lượng quá thì các bác dùng xong em nói các bác nhá, các bác mua rẻ được một ví dụ BM là chính hãng này, các bác mua nó rẻ hơn nữa khoảng 1,2 triệu, em xin lỗi các bác. Các bác dùng rẻ được 200-300 nữa thì các bác chỉ dùng được 5, nó rè. Rè này đi thay côn, rè này phải ném đi. Đấy em nói rõ luôn, rè đi thay côn, rè này phải ném đi. Đấy, thì tội đâu mình cố thêm ít nữa, mình chơi những hàng này. Nếu cạnh tranh công bằng đây em muốn nói là những sản phẩm em bán rẻ đây là những sản phẩm chính hãng nhập khẩu đây. Em bán rẻ là anh em bán giống em thì như em rẻ hơn người ta lại thôi. Đấy. Em bán hàng chính hãng nhưng là rẻ hơn so với đơn vị khác. Còn những cái hàng bình thường rẻ nữa mà hàng chưa nổi thì em không bán. Thì bán thế các bác về dùng các bác biết tại sao lại cứ bị mang tiếng là hàng giáp, hàng gióng. Thực ra nó có nhiều, các bác không tưởng tượng là nó có rất nhiều loại bát, rất nhiều loại chép, còn có rất nhiều loại bát còn sản xuất tại Việt Nam cơ các bạn. Nhưng cái bát chép sản xuất tại Việt Nam thì nó rẻ nữa và cái này nó chất lượng rất là kém. Đấy nên tại sao là thành ra hàng giáp nó nhiều kiểu, hàng giáp cao cấp và hàng giáp rẻ tiền. Các bác mua rẻ quá hẳn thì các bác phải chấp nhận. Đấy. Và nó khác biệt đấy, như em đã so sánh đây là từ cái từ ở phân khúc rẻ đây nó sẽ có khác biệt so với những dòng cao cấp hơn. Đấy, những gì mình muốn phân tích và chia sẻ cho tất cả anh em có nhu cầu ủng hộ em nhá. Tất nhiên phải ủng hộ em rồi để em có gọi là có vốn để mà em mở rộng cũng như nhập nhiều về phục vụ các bác anh em chơi. Và xin ái chào các bác nhá.